Em đi ăn cơm đi. Đi đâu vậy? Ok, rồi. Ăn cơm Việt Nam đi. Chị ăn cái gì? Ôi, chị ăn thịt, ông loại cá. Chị ăn một cái sườn, một cái thịt kho trứng. Ủa, được mang một cái em có hay định đây à? Dạ đúng rồi. Mà buổi sáng á là 10 giờ là em ở đây ăn cơm rồi. Thế hả? 10 giờ nè, anh gì? Anh chưa hả? 10 giờ 11 giờ. Em là không có ăn sáng. À, brunch. Mấy dĩa cơm? 2 dĩa. 2 dĩa thôi. Cảm ơn. Wow. Cái này của chị nè. Cảm ơn. Hãy xin lịch từ đó. Một món là bao nhiêu? 50.000. 80.000. 80.000. Cảm ơn. Đây chị lên nào bao em nhé. Dạ. Bao em. Chị bao em. Chị bao em. Cảm ơn. Ok. Itadakimasu. Trước khi ăn, người Nhật nói là itadakimasu. Itadakimasu. Nấu ăn đâu? Khi nấu ăn. Em làm cho. Chào. Itadakimasu. Itadakimasu. Đúng rồi. Không biết đó. Ăn cá trước chứ hả? Không có sự mấy đi. Ngon. Cái này ngon rồi. Mẹ cho cái lô có sầu gà kì tìm mà. Ngon gì. Mặt là dễ thương. Đúng rồi. Đúng vậy. Hay chín chín à? Kho. Bé. Nước uống luôn. Ngon. Ngon lắm. Nhưng mà ngon. Nước thịt kho. Ồ. Nước thịt kho. Em ăn món Nhật lần nào chưa? Chưa hả? Em thấy người Nhật là người Nhật là thích ăn sushi vậy? Em là không biết ăn. Ăn không được. Không được hả? Nhưng mà chưa lần nào. Chưa lần nào. Em thử. Em ăn thử đi. Em ăn với chị đi. Ờ, ok. Chị không thích sushi mà, ok. Ăn tới thế đi. Ngon nhất. Ngon nhất. これが一番美味しいです。確認の味。Em mỗi ngày là ăn cơm ở đây. Ăn chưa? Tối thì sao? Tối. Buổi chiều ăn, buổi tối không có ăn. Buổi chiều ăn nào.
chiều là 6 giờ là ăn. 6 giờ? Tối ăn là mệt lắm. Em phải ăn nhiều hơn. Tại vì chị thích người mập mập hơn. Bữa tối em là không thích ăn cơm nhưng mà đi nhậu thì được. À, đi nhậu. Đi nhậu được. Em biết. Em biết uống rượu hả? Uống bia. Uống bia không? Hai chai. Hai chai hả? Hai chai là xỉu hả? Hai chai là đỏ. Nhưng mà khi khi mà nghe say rượu thì nghe trở thành thế nào? Nhiều khóc, vui, cười. Em là say rượu là nói nhiều một chút. Nghe hả? Vậy là... nhưng mà người ta là cười nhiều một chút. Sushi là ăn cá sống mà. Người ta nói là ngon lắm đó. Nhưng mà em là sợ lắm đó. Không sợ. Em thử một lần. Nhưng mà xong rồi là ổi không? Chị có thích ngọt không? Không có, nhưng mà trà thì không thích. Khi nào buồn là em ăn nhiều lắm. Vậy hả? Buồn là ăn xong rồi đi chơi là hết rồi. Vui ha. Là không có thất tình, không biết thất tình đâu. À. Buồn là em ăn xong rồi đi chơi xong rồi ăn là hết. Thường thì em bỏ người yêu hay là người yêu bỏ em? Em bỏ người. À vậy hả? Ừ. Tiếp. Mình là con gái mà. Đúng rồi. Mình phải đá nó chứ sao để nó đá mình. Nghi là chẩn. Chẩn. Không có chẩn. Mà là mình mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Con gái chẩn là mình không có thích. Nhưng mà khi mà mới bắt đầu tình yêu thì em chẳng phải không? Không, em dễ hòa đồng lắm. Nói chung là kiểu đúng là em sẽ yêu nhiều tình. Nhiều. Nhưng mà chia tay rồi là không có buồn hết. Đúng không? Chị buồn rồi nó cũng quen con khác mà. Mà chị không có được bỏ cơm. Ok. Tội lắm. Ok. Tội lắm. Người Việt Nam ăn cơm bỏ cơm là tội lắm. Người Nhật cũng vậy. Đã kêu là ghi chân nó massage ok te go han ma de ichi ni tabe ni ikimashita. Oishikatta de. Lần sau mình đi ăn ốc nha. Dạ. Ok. À, lần sau mình nhậu nha. Ok. Rồi, được. Mà ta nè. No rồi. No rồi. Thiên nhiên thiệt. Ha. Trời, tại sao mà mình nhỏ con mà mình có thể víu bự được? Hả? Nhỏ con mà làm sao víu bự được? Ốm nè. À. Được. Biết. Nhưng mà có bạn trai giúp đỡ hả? Em đi làm da trắng đi thui không còn da nắng lắm.
Bây giờ là bye bye nhá.